Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã trở lại với Làn Sóng, chương trình Pháp luật và xã hội với nữ luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết. Thưa luật sư, thì như cái phần trước luật sư có giải thích rất kỹ về cái luật cái bạo động trong gia đình và cái khi như nào mình xin được cái án lệnh để cách ly. Thì ngày hôm nay mình có một người khách mời rất đặc biệt trong phòng quay là thi sĩ Ý Thu và phong luật sư. Thì chắc là thi sĩ Ý Thu cũng là một nạn nhân mà đã từng làm thân chủ của luật sư, và luật sư đã giúp cho cô Ý Thu để bào chữa cái vấn đề này, hay là tức là giúp cho cô để cô không là nạn nhân của cái đó. Thì không biết cô Ý Thu có chấp nhận để cho chúng tôi hỏi và chia sẻ những cái phần này không thưa cô? Mà trước hết là phải cảm ơn cô Ý Thu đã lên đây, vì tôi thấy là những phụ nữ rất là ít chịu khó lên TV để mà chia sẻ về cái kinh nghiệm của mình. Thì đầu tiên là xin gửi lời cảm ơn cô Ý Thu đã bỏ thời giờ đến đây. Dạ không có chi. Một lần nữa Ý Thu xin trân trọng gửi lời chào đến khán thính giả đang nghe đài và nghe Thu chia sẻ những kinh nghiệm với khán thính giả cũng như với luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết với gia đình ngày hôm nay. Dạ vâng, và để cho khán thính giả có thể nắm vững hơn cái đề tài hôm nay, đặc biệt không phải là nói về người nạn nhân mà xin cái án lệnh bảo vệ, mà đặc biệt hôm nay, tại vì cho nó đặc biệt một tí, dạ đúng, là hôm nay là mình nói về cái người mà bị vu oan, bị vu khống là tạo ra cái bạo động trong gia đình. Thì cô Ý Thu đây là đã bị cái người gọi là, dùng chữ chồng là không đúng, nhưng mà một cái người mà cô đã sống chung mấy chục năm, có con có cái và có họ ở chung một nhà, nhưng mà cái nhà này là đứng tên của cái người đó, mà Việt Nam mình thì gọi là chồng, nhưng mà đối với người Mỹ không gọi là chồng thì không có cái hôn thú. Dạ vâng. Thì người này đã vu oan cho cô. Yeah. Và khi mà cô tìm đến tôi là cô đã bị một cái án lệnh tạm thời rồi. Vì cái lúc đầu tiên là ông ta ra tòa, ông ta hình như là không có cho cô thông báo. Đến lúc mà cô tới là cô đã bị một cái án lệnh tạm thời rồi. Và cô đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Vì ông ta đã vu cáo cho vu khống là cô ta đe dọa ông ta và cái người bạn gái của ông ta. Dạ vâng. Thì khi mà cô tới thì cô đã trình bày với tôi, và cái đề tài hôm nay là làm thế nào để mà mình phải bào chữa cho cái người mà bị vu oan. Thì bây giờ cô xin cô Ý Thu chia sẻ một chút xíu về cái trường hợp của cô, và sau đó mình sẽ hỏi cô là bào chữa như cô như thế nào. Dạ. Vâng. Thì Ý Thu vẫn sinh hoạt bình thường ở trong căn nhà đó. Thì một hôm bất ngờ thì Thu cũng về nhà bình thường lúc 9 giờ tối. Thì cái người bạn đời của Thu lại chở một người bạn gái về. Thì người bạn gái bắt gặp Thu thì mới find out ra là mới tìm thấy là Thu ở trong căn nhà đó được 4 năm rồi. Sau khi cái người đời của Thu là đã kết bạn với cô này cũng đã được 4 năm và cũng làm đám cưới, nhưng mà lại ở sang một cái căn nhà khác, không phải ở căn nhà mà Thu đang ở. Dạ cô Ý Thu ơi, mình có thể chia sẻ một chút xíu để khán giả hiểu rõ là cô Ý Thu với cái người bạn đời này đã sống với nhau bao nhiêu năm, có bao nhiêu mặt con, có đám cưới hay không, và cô Ý Thu lúc nào cũng nghĩ đây là người chồng của mình phải không cô? Vâng ạ. Thì mình lúc nào mình cũng là người thành thật và ngay thẳng, không có gian dối. Bởi vậy khi lấy cái ông này ấy, thì Thu nghĩ rằng đây là người chồng hợp lý của mình, bởi vì mình cũng đã làm đám cưới và cũng đã có 3 đứa con. Mà đứa con lớn bây giờ cũng đã 29 tuổi, đứa nhì 27 tuổi và đứa sau cùng cũng đã 24 tuổi rồi. Dạ vâng, và cô Thu dạ, có bị bất ngờ. Dạ, và cô Thu có mua nhà, tức là ông chồng có mua nhà nhưng mà lại để tên của ông ta thôi. Vâng. Nhưng mà Ý Thu cũng có đóng góp vào cái nhà đó phải không? Cũng đóng góp hàng tháng. Vâng, vẫn đóng góp hàng tháng. Nhưng mà lúc đó không biết tại sao Ý Thu lại để cho ông ta đứng tên mà không để được hai người đứng tên. Tại sau cái vụ mà bỏ nhau không còn ở với nhau nữa thì Thu về nhà ông anh ở. Thì sau đó ông lên ông năn nỉ Thu trở về. Thì Thu nghĩ ba thương ba đứa nhỏ, Thu cũng đồng ý trở về. Và ông nói để ông sẽ mua căn nhà. Và căn nhà đó tại vì Thu không có đi làm thường xuyên, không có tín dụng, không có credit, không đủ khả năng để mà đứng trong căn nhà, thành ra một mình ông đứng. Thì nói tóm lại là Thu đã ở trong căn nhà đó mấy chục năm nay. Vâng, rồi tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó thì Thu kể một ngày đẹp trời nào đó thì tự nhiên thì ông muốn
mình không muốn ở trong căn nhà nữa, mong muốn giúp người bạn gái mới về đó. Mà trong cái thời gian đó 4 năm là tôi hoàn toàn ở trong căn nhà đó, mà ông không hề ở trong căn nhà đó. Ông chỉ ở một tuần một ngày mà thôi. Dạ vâng. Vâng. Rồi ông đưa cái cô bạn gái về. Vâng. Rồi thì cô bạn gái mới biết là Thu ở đó. Thu ở trong nhà tại đó. Tại vì nào giờ là ông nói dối. Vâng, không dối, có cho người kia biết. Vâng. Nhưng mà Thu cũng không gặp cô này thường xuyên, không có gặp, chỉ gặp cô một lần. Và không nói chuyện, không hề tiếp xúc gì. Rồi. Và ông ta đã thấy nói gì đó, vâng. Và ông ta đã làm gì để mà xin một cái án lệnh cách ly, ông ta vu oan cho Thu như thế nào? Vâng. Ông ta thay ổ quá, không cho Thu vào nhà. Rồi ngày hôm sau ông ta dùng cái lệnh cách ly. Rồi ông đưa cho Thu, ông nói là muốn ra tòa thì ra, mà không ra thì cũng được. Đó, ông nói mang ra xe mà để, đừng để trong nhà. Thì hôm sau tôi mang ra xe, tôi đọc tôi mới lấy, tôi mới hết hồn nữa. Trời ơi, sao lại bị cái án cách ly, mình không được trở về nhà sao? Thôi bây giờ phải nhờ tôi luật sư mới được. Dạ vâng, thì vâng. Như lúc nãy tôi có trình bày là coi như cô đây đã nhận được một án lệnh cách ly tạm thời, mà án lệnh nó có 3 phần trong đó. Vâng. Thứ nhất là restraint on personal conduct, là cấm không được liên lạc, không được đe dọa, không được theo dõi ví dụ. Vâng. Rồi mà án lệnh cắt xa ra. Vâng. Nhưng mà cái án lệnh nặng nhất là cái án lệnh move out order, là đuổi cô này cô ra. Vâng. Thì sau khi cô nhận được thì bắt buộc vâng phải tìm tới luật sư, mà thì cô phải đi ra thôi. Dạ vâng. Tại tôi bị 3 điểm cách ly luôn. Dạ vâng, nhưng mà lắm. Cô đọc cái nội dung đó thì cái nội dung của ổng dùng lý do gì để ổng thì ổng nói là tấn công bạn gái, chửi bạn gái, hâm dọa nếu thấy bạn gái, rồi ổng lem cũng nhiều thứ lắm mà hoàn toàn là vô lý, vu khống cho cô. Dạ. Nhưng mà cái điều chính xác nhất là cái đơn mà cái lý do mà ông ta đưa ra để mà xin cái restraining order là ông ta nói là cô này hăm dọa là nếu đưa bạn gái của ông ta về thì cô này sẽ đánh bạn gái. Đó là ông ta nói là cô ta hăm dọa tôi là nếu tôi đưa bạn gái về thì cô ta sẽ đánh bạn gái của tôi. Chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà rồi thì thực sự là Jayden, cái này là một cái câu hỏi nó ngoài lề một tí. Vâng. Trong cộng đồng thì mình biết là có rất nhiều luật sư hành nghề. Tại sao cô lại chọn đến luật sư Phạm Đại Bạch Tuyết? Ồ, tại vì bạn thân của Thu, rồi người quen, người thân, mỗi lần có vụ sự kiện gì không xảy ra trong gia đình đều nói chỉ có luật sư Phạm Đại Bạch Tuyết mới là có thể làm được cái vụ giúp đỡ cho cô. Vâng. Dạ vâng. Thì cách đây 20 năm á, thì Thu cũng đã tìm tới luật sư Phạm Đại Bạch Tuyết rồi. Dạ. Vâng, cũng nhờ luật sư mà Thu mang 3 đứa nhỏ về. À. Mà không ở trong nhà, không ở trong nhà bà chị của ông nữa, mà Thu về nhà ông anh ở. Dạ. Rồi đó. Bây giờ mình phải nói như thế này để cho quý thính giả biết, rồi mình sẽ nói cho cô Thu chia sẻ. Thế thì nếu mà chúng ta là một người nạn nhân, dù cho chúng ta là đàn ông hoặc đàn bà, mà chúng ta bị vu khống, chúng ta bị oan, chúng ta không có làm điều đó, thì làm thế nào để bào chữa cho một án lệnh cách ly? Có hai cách bào chữa. Vâng. Không phải là hai cách. Mình phải làm ít nhất hai điều sau đây. Thứ nhất là mình phải nói là điều đó không xảy ra. Ừ. Tức là mình phải, thứ nhất mình phải deny, là mình nói no, I didn't do that. Tức là điều đó không xảy ra, và mình phải giải thích rõ là cái gì xảy ra. Dạ vâng. Tức là cũng như bên A thì họ nói là cái chuyện nó xảy ra như thế này. Bên B là mình nói no, no, it didn't happen that way. Thì mình phải, thứ nhất là chứng minh, không phải là chứng minh, mình phải giải thích là mình không có làm cái điều mà họ nói. Dạ vâng. Và nếu mình có những người nhân chứng hoặc bằng chứng thì rất tốt. Tức là first you have to deny that you didn't do what they accuse you of doing. Thì trong trường hợp đó thì cô Thu nói là tôi không hề, không hề bao giờ dọa nạt là sẽ đánh hoặc là hại cái cô đó, không hề. Dạ vâng. Tức là coi như ông này nói như vậy, thì khi mà người chồng nói là người vợ có nói mà người vợ nói không, thì tòa đâu có mặt ở hiện trường. Thì tòa chỉ coi cái credibility, tức là người nào nói sẽ tin hơn. Nhưng mà trong trường hợp này, tức là điều thứ nhất là mình phải chứng minh là những cái điều đó không đúng sự thật và không xảy ra. Điều thứ nhì mà tôi nghĩ quan trọng nhất là mình phải expose cái motivation của ông ta. Tại sao ông ta lại nói láo? Tại sao ông ta lại dựng đứng câu chuyện lên? Dạ vâng. Thì giống như lúc nãy Jayden có hỏi tôi là tại sao
người ta lại làm như vậy. Thì có thể là người ta muốn được cái thẻ xanh, hay là người ta muốn gọi là, trong trường hợp này vì ông ta nói như vậy để mà ông ta đuổi cô này ra. Thì có những trường hợp tôi đã làm thì những người nạn nhân mà họ có cái vấn đề thẻ xanh, nhiều khi họ cũng nghe người này người kia xúi, họ giả vờ, họ vu oan cho người kia là bạo động. Thì trong trường hợp này chúng tôi đã prove là ông ta nói láo, ông ta không, cô này không làm chuyện đó. Và thứ gì là cái motivation của ông là giả vờ làm như vậy để mà kích, để mà có một cái án tòa để đuổi cô này ra. Ông còn xin cái án tòa, xin ông tòa cho cái án vĩnh viễn luôn. Đó là Thu không được trở về mà vĩnh viễn luôn. Mà làm gì có cái lệnh vĩnh viễn từ 3 tới 5 năm thôi. Dạ vâng, mà tại vì ông ta không biết. Thì cái phiên tòa thứ nhất là vì cô ta không biết, là coi như ông ta ra rồi. Tức là khi mà cô ta tới tôi là cô ta đã bị mở án lệnh tạm thời rồi, 3 tuần sau. Thì cái hôm xử là cái hôm xử chính thức là tôi ra. Và ông ta có mang một người chị gái của ông ta. Và bên cô Thu thì không cần nhân chứng. Thì cô Thu có thể chia sẻ là mình đã làm gì cho cô để mà thuyết phục được tòa án. Cô có thể chia sẻ với tòa có trong vòng một phút nhé. Vâng ạ. Tại vì ông nói dối quá nhiều. Những đứa con của ông, chính ông đã giao tòa xin để nhận về ba đứa con của mình, mà ông lại nói ba đứa là ba đứa con nuôi. Nhưng mà đã sai hoàn toàn. Tức là coi như là tôi đã giúp cho ông ta, tôi đã giúp cho cô Thu bằng cách là show là ông ta nói dối. Ví dụ như ông ta nói là ông ta không có con với cô, và trong khi tôi không hề sống trong căn nhà đó, thì tôi lại đưa, tại vì tôi lại đưa những cái án lệnh ra để cho tòa thấy rằng là ngay cả cái chuyện đó mà ông ta còn nói dối thì làm sao mà tòa tin được. Tức là cái cách luật sư bào chữa cho cô ý Thu bằng cách là tôi không cần đưa cái gì, tôi chỉ cần cho tòa biết ông này là người chuyên môn nói dối, cho nên lời nói này cũng sẽ là lời nói dối, đúng không luật sư? Không phải là chỉ một cái điều đó. Nhất là mình phải cho cô Ý Thu nói là cô ta không có làm những cái điều mà ông ta cáo buộc. Nhưng mà sau đó là mình đưa ra một loạt để mà chứng minh là cái motivation của ông ta. Và coi như là hôm đó ông ta nói dối quá nhiều và bị tòa gọi là thấy rõ ràng. Và người thân đến của nỗi cô mà ông phải lúng túng và lúng cuống luôn. Luật sư đánh bại ông ngay trước tòa. Hay lắm. Là cross examination hay rất là hay, rất là hay. Ông ta lúng túng. Tôi nói là lúng túng, lúng cuống mà ngẩn ngơ ra luôn đó. Khi mà luật sư giúp cho cô Ý Thu thắng như vậy rồi, thì luật sư có còn làm thêm những cái việc gì nữa? Tại vì Jayden nghĩ là ông sẽ không có tha dễ dàng một cách như vậy và ông sẽ cố tình kiếm chuyện nữa. Và sau đó chúng tôi đã làm một cái đơn kiện để mà tranh chấp cái chủ quyền của cái nhà đó để lấy lại cái sự công bằng cho cô Ý Thu. Như vậy thì cô Ý Thu rất là may mắn. Cô Ý Thu đã tìm đến luật sư mà đúng ngay thời điểm và cái thời gian nó không có bị quá muộn. Thì hiện giờ cô đã được trở về nhà của cô rồi, đúng không cô? Dạ, trở về nhà đó. Và cô hiện giờ đang tranh chấp để lấy lại cái quyền của cô trong cái căn nhà đó, quyền sở hữu của cô. Tại vì mình ở đó cũng gần 20 năm rồi, mình cũng đã đóng góp trong đó, đâu phải là không. Thì cảm ơn cô Ý Thu rất nhiều đã lên đây chia sẻ với lại khán thính giả của đài. Thì không biết cô có còn vài lời gì nữa chia sẻ cho những người có cùng, tức là cùng cảnh ngộ giống như cô, thì cần phải làm gì và nên phải liên lạc với ai khi mà mình bị những trường hợp như vậy không cô? Tôi nghĩ là trong cộng đồng của mình trường hợp này xảy ra rất là nhiều mà không biết cách nào để giải quyết, mà không biết tìm luật sư nào để mà tranh cãi cho mình để mình đạt được thắng lợi cuối cùng. Thì tôi nghĩ nên nhờ ngay đến luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết. Thì luật sư có những cái lời khuyên gì ngay tại lúc nào nên liên lạc với luật sư? Và khi là luật sư thì làm sao liên lạc tới luật sư? Chúng tôi chỉ muốn nói với quý vị là nếu quý vị là một người bị vu oan trong những cái vấn đề bạo động trong gia đình hoặc là án lệnh cách ly, thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi để được sự giúp đỡ một cách đúng đắn. Số điện thoại để liên lạc là 714-775-4952. Xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin trân trọng kính chào quý vị. Gia đình xin kính chào quý vị và trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Pháp luật và xã hội với nữ luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.